Yo, xin chào mọi người. Không biết là các bạn có bao giờ tự hỏi là cái việc mà mình gắn một con chuột rời hoặc là một cái bàn phím rời, là bàn phím cơ ở bên này đây, vào cái chiếc MacBook hay các thiết bị nào đó chạy macOS, thì cái việc cái nút với lại chuột của chúng ta có cần phải chỉnh sửa gì không, hay là nó giống bên Windows? Nếu mà có chỉnh sửa thì chúng ta phải chỉnh sửa như thế nào? Cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ok, thì mình cũng xin giới thiệu qua cho các bạn. Hiện mình đang sử dụng con MacBook Pro 15 inch. Với con MacBook Pro 15 inch này thì nó được trang bị 4 cổng Type-C, nhưng mà chuột và bàn phím của mình thì sử dụng cổng Type-A. Bạn có thể thấy đây. Đây, giải pháp của mình là gì? Đơn giản thôi, gần như cũ. Đó là một cái hub chuyển từ USB Type-C sang USB Type-A. Bạn có thể thấy đây. Có rất là nhiều loại hub, thì từ trước tới giờ mình cũng làm rất là nhiều video, mình cũng có nói qua về cái sản phẩm này. Bạn có thể thấy rất là tiện lợi, như là anh Phúc hiện đang xài một cái húp có cổng cắm dây mạng luôn, dây LAN ở đây luôn, và một cái cổng húp nó chỉ dài như thế này thôi, các bạn không phải cắm dây rất là rườm rà, cắm vào đem đi luôn, nó nằm ở bên hông máy luôn. Đây, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắm nó vào, gắm chuột bàn phím vào nhé. Ok, bạn không biết các bạn thấy không, lên đèn rồi này. Đó. Vậy thì nó có gì khác so với các sản phẩm không dây của Apple như là Magic Mouse này, Magic Keyboard này, hay là Magic Trackpad này? Mình cũng xin thí dụ qua cho các bạn. Đây, mình đang có đọc dở cũng trị. Thì mọi thứ, con chuột thì mình không nói gì rồi, chuột nó rất là ổn định. Chuột này kéo lên kéo xuống này. Đó, chuột phải thì ra cái này. Nhưng mà có một vấn đề ở chuột. Đây, các bạn có thể thấy, chúng ta có thể điều chỉnh lại cái việc mà cuộn chuột. Thí dụ như mình đang là cuộn lên thì nó lại đi xuống, và mình cuộn xuống thì nó lại đi lên. Các bạn có thể chỉnh lại cái này ở trong setting này. Đó, các bạn chọn vào phần mouse. Đấy. Và score này, score direction, các bạn bỏ dấu tích này đi là được. Đó, bạn có thể thấy giờ mình đã cuộn xuống rồi, cuộn xuống, cuộn lên lại được bình thường. Nhưng mà cái điểm rất là bất tiện ở đây là khi mà các bạn tắt cái này đi thì cái trackpad của chúng ta cũng sẽ bị đổ chiều theo luôn. Như là giờ chúng ta trackpad sẽ kéo xuống là nó đi xuống, và kéo lên là nó đi lên. Thay vì giống như đợt trước các bạn hay sử dụng quen á, thì là trackpad kéo lên nó sẽ đi xuống, và khi trackpad kéo xuống nó sẽ đi lên lại. Thì giờ bạn phải làm quen với một cái mới nữa. Khi các bạn sử dụng chuột thì cái việc mà tắt mở cái nó quá phiền, ra là giờ mình lại phải làm quen thêm một cái mới nữa, là giờ mình kéo xuống nó đi xuống, kéo lên nó đi lên. Và khi mình kéo qua để đổi ứng dụng á, trong lúc mà mình làm á, thì giờ mình phải kéo qua phải thay vì kéo qua trái như bữa, kéo qua phải. Đó, các bạn có thể thấy. Còn về bàn phím thì thực ra nó không khác gì nhiều lắm về các chức năng cơ bản, mình cũng sẽ làm thử cho các bạn coi nhé. Đây. Đó, các bạn thấy những nút chức năng bình thường thì nó rất là bình thường, như caps lock này, giờ mình có thể đánh được viết hoa đấy, rất là bình thường. Vậy cái điểm khác biệt khi mà chúng ta cắm những bàn phím không phải của Apple vào cho MacBook nó là gì? Đó chính là cái nút comment. Chúng ta hoàn toàn không có nút comment. Các bạn biết là chúng ta phải comment C thay vì Ctrl C, Ctrl V để copy, thì chúng ta phải là comment C, comment V để copy, là comment A. Và cái nút comment đó bị chuyển qua thành nút Windows. Để kiểm tra nút trên bàn phím thì mình xin giới thiệu cho các bạn trang web, đó là Keyboard Tester. Các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ test các nút chính cho các bạn luôn. Các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ nhấn Ctrl này. Các bạn có thể thấy Ctrl nhưng mà nút siêu lại xuất hiện. Không hiểu đây, khi mà mình nhấn Alt rồi nó sẽ lên màu xanh như thế này. Ctrl bên này thì sao?
Control thì lại lên Windows này, các bạn có thấy không? Control mình lại lên Windows. Alt, Alt vẫn là nút Shell đó. Fn, nút chức năng thì nghĩa là không có hiệu ứng gì đó. Này là Alt của mình, Alt thì đúng. Còn nút Windows này các bạn có thể thấy, đây, khi mình nhấn Windows thì cái nút Control sẽ phát sáng. Đó. Vì vậy nếu các bạn không cài đặt lại thì cái việc mà các bạn copy hay là cái nút phím tắt gì đó thì các bạn là phải là Windows C, Windows V hoặc là Windows A cái kiểu, chứ không phải là Ctrl C, Ctrl V nữa. Ta vẫn có thể điều chỉnh cái nút đó. Ví dụ như bạn vào đây này, đây, Change Keyboard Style, ta phải nhấn vào đây trước nhé, Change Keyboard Style để nhận biết là cái nút nào nó nằm ở đâu. Thì các bạn cứ làm theo hướng dẫn của nó. Đây, kế bên nút Shift. Ok, nút Shift bên này, ok. Ok, 102. Ok. Rồi, sau khi đó thì các bạn có thể là Modify Key lại. Đây, Cap Lock. Các bạn có thể điều chỉnh lại cái nút Command là cái nút nào. Control nè. Mình hiện đang để cái nút Command là nút Control của mình. Đây. Và cái nút Control sẽ là Command. Và sau khi các bạn chỉnh lại rồi thì giờ đây mình sẽ Ctrl A này, Ctrl C này, Ctrl V này, các bạn thấy này, Ctrl V này, Ctrl X này đấy. Đó, như các bạn thấy, cái việc cài đặt nút của chúng ta rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc thêm một cái húp từ cổng tay C, cổng tay A để sử dụng lại những cái bàn phím hoặc là chuột có cổng tay A thôi. Chúng ta có thể tận dụng được những bàn phím cũ này, nó rất là tiện lợi. Nhưng mà mình vẫn muốn thử cái Magic Keyboard với Magic Mouse. Nó có vẻ rất là hấp dẫn mà. Sao, mình sẽ cố gắng thử cái đó. Vở Halo luôn có cái dòng MacBook đã qua sử dụng với ngoại hình và giá cực kỳ tốt dành cho các bạn. Ngoài ra, hiện tại Halo cũng đang có chương trình rút thăm cây mai may mắn, giảm giá trực tiếp lên đến 2 triệu đồng. Mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả cho các bạn tham khảo nhé. Còn bây giờ mình xin phép quay lại làm việc đây. Chào tạm biệt các bạn. Nhớ like, share và subscribe đấy.